Kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi trở lại phần 2. Thưa quý vị, Khánh Duy là một người thành viên mới trong chương trình. Chỉ là anh bị chỉ có một cái vết bầm, cái lỗ máu ở trong khuôn mặt. Duy, em nói em từ miền Bắc vô Nam. Thế là gia đình em bây giờ ở Củ Chi. Em là thứ mấy trong gia đình? Với lại trong gia đình em có bà ai bị di truyền hay là bà con gì không? Nhà em... trong gia đình em có 4 anh em. Em có 3 anh em trai và 1 em gái. Em là thứ 3 trong gia đình. Thì tính mà từ ngày xưa đến các cụ đến bây giờ, nói chung là dòng họ em là chưa có ai giống em hết. Chỉ có mình em duy nhất thôi ạ. Không phải là di truyền hay là cái gì hết. Không biết Khánh Duy bây giờ cơ thể em có khỏe không? Mỗi lần nó làm gì em có bị nhức mỏi hay là em có bị ảnh hưởng đến thần kinh hay là cơ thể như nào, em có thể chia sẻ thêm, em ngủ được không? Dạ cảm ơn anh ạ. Em trong cuộc sống bình thường thì cái bớt người ta gọi là uốn máu á, thì nó có ảnh hưởng với em gọi là chút ít, không có nhiều. Lâu lâu thì em có làm hay đi ra ngoài đường đi nóng nhiều thì nó làm cho bừng bừng cái mặt em lên, nóng nóng mực mặt lên. Còn ngoài ra thì nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Em thấy là nó bình thường thôi, không có gì. Dạ. Em nói là em ở ngoài Bắc, thế là gia đình chuyển vào đây để kinh doanh và em mở mấy in đó, thì đã bao lâu và em làm đây là do cá nhân hay là gia đình hay là em làm cho người ta? Dạ em mở cửa hàng riêng, làm tự làm chủ cái đây được 10 năm ạ. Dạ vâng. Và năm cơ sở của em nằm ngay cầu vượt Củ Chi. Dạ, ngay thị trấn Củ Chi đấy ạ. Thì em cách đây về vấn đề kinh doanh, tại vì em cũng đam mê ca hát rồi thích kinh doanh. Nhiều lúc em đi làm về đi làm này kia, nhiều lúc em chạy cả xe nôi em kéo hàng cũng có cho mấy nhân viên này, em đi ráp hàng này kia cũng có nhiều lắm. Năm vừa rồi thì em cũng có mở thêm một cái đại lý nệm cho ba mẹ em trông coi. Dạ cách đây mới khai trương được có 3 tháng à. Cái công việc thì vừa khai trương đến bây giờ cũng tạm ổn. Dạ. Thưa quý vị, một con người phải nói là rất là nghị lực. Anh không những về hát hay nè, mà anh còn có thể phát triển về mặt kinh tế, thương mại để giúp đỡ cho gia đình. Là một con có hiếu, thưa quý vị thấy không? Khánh Duy, hỏi một câu này tí nhị chút. Thế đã có tình duyên gia đạo như thế nào rồi? Cảm ơn anh hỏi câu quá tuyệt vời. Dạ thưa anh, thì em tình yêu thì cũng có 1-2 mối tình rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ là em còn đang một mình nhá. Dạ hiện tại bây giờ là em chưa có tình yêu mới nào và cũng chưa có ai. Dạ còn độc thân vui vẻ. Anh thấy em nói chuyện rất là tự tin. Anh đây là anh phục em á, tại vì biết không, khi mà anh Lệ mà không trang điểm hoặc là lên sân khấu mà không mặc đẹp chút xíu á, thì anh Lệ sẽ thấy không có tự tin hát, cũng không có hồn nữa, sợ lắm. Nhưng mà em thì phô mặt, tại vì khi mà em cất giọng hát lên là người ta rất thích. Bây giờ em có thể hát chay mặc dù trong phòng khách sạn không có nhạc nè, rồi anh Lệ sẽ xin một số nhạc phẩm của em đã thâu trước rồi để chiếu cho khán giả nghe một cách trinh trọng hơn. Em có thể hát chay một đoạn thôi để nghe được tiếng hát của em, tại vì hát chay mới là tiếng hát thật của em, mà anh biết là giọng hát của Khánh Duy rất là cao. Chọn những ca sĩ là biết là những ca sĩ toàn là hay không mà đặc biệt không, mà giọng Đức Huy rất là đặc biệt, thưa quý vị. Thì để cho Khánh Duy suy nghĩ em sẽ chọn bài hát gì, em cầm microphone để em truyền tải giọng hát của em. Dạ cảm ơn anh ạ. Cũng xin chân thảo trân trọng chào đại gia đình. Em xin gửi đến đại gia đình mình một ca khúc cũng rất là quen thuộc, bài hát Hồ Trên Núi ạ. Hát dạ được, dạ. Núi hơ núi thuyền
mây nước thuyền ta ngược thuyền ta xuôi giữa dòng nước bạc nhịp treo ta bơi ai đắm đập ai phá núi cho hồ nước đầy lá mắt gương soi thuyền về mà bên mới ôi à khoan nhặt mai chiều là khoan nhặt mai chiều ôi à hãy đi thư mới nghe được là thực tế không có qua Trung Giang đó lại qua qua lễ rồi cho lễ 2000 thì cho em ngàn để bớt lại ngàn cho nhé lễ không có làm gì đó bằng cách là để xuất quân của kính thưa quý vị, và bây giờ Thành Lễ lại gặp được một người em trai mà quý vị đã từng xem trong live show 6 mà sắp phát hành, gặp lại Hà Văn Đông. Hà Văn Đông ơi, sao rồi anh Lễ về đây thì giống như mình đang ở bên Mỹ hay là bên Việt Nam đây? Có lẽ là em nghĩ là anh hỏi câu này có lẽ là do là anh nhìn thấy cái đúng không, cái ngoại hình cho nên đã khác rất là nhiều đúng không, giống như là cái việc em đang ở bên Mỹ đúng không. Nhưng mà có một điều khác ở đây đó là cái tất cả mọi thứ thì khi mà ở bên Mỹ thì anh chuẩn bị cho em, còn ở Việt Nam thì em là người tự phải làm tất cả mọi thứ. Chẳng hạn em làm cái gì? Ví dụ như là làm tóc. Làm tóc đấy. Hoặc là khi mà bắt đầu từ Mỹ về thì bắt đầu đeo luôn luôn đi ra ngoài luôn luôn đeo kính, và cái quan trọng là mình bắt đầu có ý thức hơn về cái việc mà mình khi ra ngoài mình cần phải làm như thế nào để mình được đẹp nhất. Phải câu này là anh Lễ cảm ơn em, không phải là em làm cho em đâu, nhưng em là một tấm gương cho tất cả các bạn khiếm thị ở trong nước. Bởi vì các bạn thứ nhất là không thấy, mình không có trách, nhưng mà nhiều khi mình đeo kính gì là mình kiểm tra, mình đều kiểm tra, mình protect cho con mắt mình, giống như anh Lễ đó, ánh sáng nhiều quá, hoặc là mình trang điểm cho mình đẹp thêm thôi. Nhất là mình là nghệ sĩ mà, khi em về thì em có gặp khó khăn gì không? Ví dụ show xíu em sao, rồi bạn bè còn nhận ra Hà Văn Đông ngày xưa, bây giờ ngày nay như thế nào? Tâm sự cho quý khán giả nghe cưng. Thực ra thì đúng là khi mà em bắt đầu mới về Việt Nam thì đúng là có những cái gặp những cái rất là khó khăn, tại vì đó là cái thời điểm mà gần Tết, thế là thường là những cái show gần Tết hoặc là Noel thì thường người ta phải book trước, bởi vì người ta rất là sợ thời điểm đó là tất cả ca sĩ đều rất là bận nên người ta phải nhận từ trước thì người ta mới dám book mình. Thì sau đấy về thì đương nhiên là nó cũng gặp những cái mà gần như là mất hết. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà mình hẹn người ta đi cà phê, thực sự người ta rất là thích với cái style mới này, và người ta rất là thích thú với cái kiểu như này, và chỉ cần khoảng đến đầu tháng 1 bắt đầu lại có show lại bình thường. Cái đó là show làm ăn, nhưng mà cái nhận thức của em khi em đi Mỹ về thì em có hòa nhập đúng không, em thấy không khí ở đây nóng hơn không, hay là em thấy cái mùi vị nó khác không, hay là người có nhiều người ta nói là kiếm thị đi đâu cũng giống nhau, mà em theo em thì sao? Không, thực ra thì em đã từng đi Mỹ và khi mà về đến Việt Nam thì rõ ràng là mình thấy rằng là cái mới đầu về thì mình cảm thấy không khí nó nóng hơn, là khi ở bên đây là thời điểm sang thì nó bắt đầu lạnh. Và quan trọng khi mà bắt đầu đi ăn cũng vậy, mình cảm thấy là mình không an tâm được bằng ở bên Mỹ. Bây giờ quay lại vấn đề là em sắp trở lại Mỹ nè, để trình diễn với quý khán giả, em có chuẩn bị gì chưa, có tiếp mục mới, hoặc là em có gì mà chia sẻ với khán giả Ngọc Trung Tim? Trong cái đợt này quay trở lại lần này thì em có những cái rất là mới, ví dụ như là em sẽ hát những ca khúc mà nó ví dụ nhạc ngoại mà lời Việt, thì đây là một cái mà rất là phổ biến ở những cái năm 60-70 là rất nhiều người làm cái chuyện này. Thế nhưng mà với những cái ca khúc viết lại lời nó sẽ hòa nhập với cái ngôn ngữ bây giờ, và mọi người nghe mọi người sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Và nếu như mà mọi người khi mà mọi người nghe, mọi người sẽ không nghĩ là đây là một cái những ca từ của những người khiếm thị họ hát ra. Oh, hay quá hay quá. Cho chú Lễ vô hả? Chú Lễ vô nha. Sau đó anh lại bay ra Hà Nội để
để gặp một số nhân vật mà Ngọc trong team show đã tìm các bạn. Bình thường thì chỉ có các bạn trong miền Nam và miền Tây thôi. Xuống sân bay Nội Bài, một mình anh lại về hotel. May mà gặp được hai em của nhóm Ngọc trong team. Như quý vị đã từng xem trên TV show, đó là Hùng Tí Hon. Em vẫn bình thường anh ạ, vẫn khỏe, vẫn đi làm đều đặn. Em làm ca đêm hay ca ngày mà tối nay? Dạ, tuần này thì em làm ca đêm ạ. Em làm ở đâu? Dạ, em làm ở công ty Isuk Flow của Đan Mạch. Làm từ ca đêm là từ 10 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng. Và designer fashion Minh Thái. Trước đây thì em cũng đã có chia sẻ ở trên đài của Ngọc trong team. Vì trước đây thì em cũng được một người ân nhân ở tại Mỹ và là người Mỹ, gốc Mỹ. Ông ấy đã bảo trợ cho em sang Mỹ để làm một cánh tay giả mới. Cái mục đích của ông ấy không phải là để giúp cho em có hai cánh tay hoàn thiện, mà mục đích của lớn nhất của ông là muốn em tự tin hơn, có thể hòa mình với những người khuyết tật ở tại đất nước Mỹ, để cảm nhận được như mình được đối xử như một người bình thường và công bằng. Thì cái điều đó là cái điều lớn nhất mà khi mà em trở về, em có được cái động lực tự tin hơn rất là nhiều. Long long